Chuyên trang Taste Atlas, vốn được mệnh danh là bản đồ ẩm thực thế giới, mới đây công bố bảng xếp hạng 57 món ngon nhất làm từ cá trên thế giới, trong đó món canh chua cá của Việt Nam đứng thứ 8. Canh chua ngọt xếp thứ 19 và lẩu cá linh điên điển xếp thứ 53. Bảng xếp hạng này dựa trên bình chọn của độc giả của website khắp thế giới. Canh chua cá là món ăn đặc trưng của người Việt, vị chua, cay, ngọt. Món ăn kết hợp từ các loại nguyên liệu như me, dứa, cà chua, giá đỗ và các loại rau cùng cá da trơn, cá lóc hoặc cá hồi. Canh chua cá thường nêm với rau ngò gai, mùi tàu, om, ngổ và ăn với cơm. Món ăn được chấm 4,3 trên 5 sao. Canh chua ngọt là một phiên bản khác của canh chua cá, được thực khách quốc tế chấm 3,8 trên 5 sao, được giới thiệu là món canh phổ biến của người Việt tại vùng đồng bằng sông Cửu Long. Món ăn có vị chua, ngọt, mặn. Nguyên liệu gồm cá lóc, cá trê, cá ba sa, lươn hoặc tôm, cà chua, đậu bắp, dứa, me, giá đỗ và các loại rau thơm ăn kèm bún hoặc cơm. Món ăn được đánh giá cao nhờ có giá trị dinh dưỡng, có lợi cho sức khỏe và thời gian nấu ngắn và trở thành món ăn tinh túy của người Việt dưới mắt du khách quốc tế. Đứng ở vị trí thứ 53 là lẩu cá nấu cùng bông điên điển. Dù chưa được công bố điểm đạt được, các món ăn sau top 35 không công bố số sao đạt được, món ăn vẫn được nhiều thực khách khen ngợi vì độ thơm ngon. Là đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp mùa nước nổi, lẩu làm từ cá linh, loài cá nước ngọt địa phương và hoa điên điển. Hoa điên điển thường được trần qua để giữ độ giòn cũng như vị bùi ngậy. Nước dùng gồm nước dừa, me non ăn cùng hoa súng, kẹo nèo, nước luộc thịt. Các món ăn nằm trong top 10 gồm súp cá hồi, lala keto của Phần Lan, kolensling, súp cá tuyết chấm đen hun khói, khoai tây và hành tây của Scotland, laksam, assam laksa và penang laksa của Malaysia, súp cá encebolado của Ecuador, súp cá truyền thống của người Honduras, tapado de pescado, súp cá kiểu Hy Lạp, preso soup.